Xin chào các bạn. Hôm nay thì Ngọc Anh sẽ chia sẻ với các bạn một bí mật, Ngọc Anh sẽ bật mí cùng với các bạn. Đó là ngày mùng 9 và mùng 10 tới thì công ty Thẩm Mỹ Chính Dịch Giá sẽ làm một cái tiệc sinh nhật, đó là chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Chính Dịch Giá. Hôm đó thì Ngọc Anh sẽ mời tới khoảng 100 khách hàng trong 2 ngày là ngày mùng 9 và mùng 10. Để tổ chức tiệc sinh nhật thế này thì Ngọc Anh sẽ mời về bác sĩ Lê Anh Khoa. Hôm đó thì bác sĩ Lê Anh Khoa sẽ về với công ty Thẩm Mỹ Chính Dịch Giá để chia sẻ cùng với các bạn về những công nghệ điều trị nám chuyên sâu tại công ty Thẩm Mỹ. Ví dụ các bạn, đây là bác sĩ Lê Anh Khoa, là chuyên khoa da liễu của công ty Thẩm Mỹ Viện HE, công ty máy HE về sẽ về chia sẻ cùng với chúng ta nha vào ngày 9/10. Bao nhiêu chị và các bạn muốn được trực tiếp bác sĩ Lê Anh Khoa thăm khám và điều trị cho các bạn vào ngày 9/10 nha. Hôm đó thì Ngọc Anh sẽ tặng một suất chăm sóc da và điều trị da miễn phí được trực tiếp bác sĩ Lê Anh Khoa về thăm khám và điều trị cho khách hàng. Xin mời bác sĩ Lê Anh Khoa.